chấn động, chấn động. Sammy Đào và mèo Sammy chụp ảnh chuẩn bị kết hôn. Trời trời, cái gì vậy? Sốc vậy trời. Và người mình kết hôn đó chính là 18:00. Hiện tại mình và Sim đang có mặt tại sân bay để đón ba mẹ và em trai mình. Trời ơi, tên ơi, cảm xúc thật là cảm xúc lỗi bạn. Tại vì lâu lắm rồi mình chưa gặp em trai mình với gia đình. Trời ơi, tên ơi, 3-4 tháng rồi. Trời ơi, nói chung là ở xa gia đình với bạn. Cảm giác mà gặp được gia đình là mừng lắm luôn á. Và mình sẽ cho bạn thấy được gia đình mình trong vòng 3, 2, 1. Và đây là gia đình mình. Và đây chính là gia đình mình. Hello mọi người. Sự thật, các bạn bạn không biết thì đây chính là chiều cao của gia đình Sim Sam. Không hiểu sao ba mẹ lùn mà đẻ ra con cao ha. Nếu các bạn không biết, mẹ mình là có một chiều cao cực kỳ ấn tượng luôn. Đó chính là 1m4 các bạn ạ. Mẹ mình đang mang gót nha. Mang gót mà chừng đó đó. Không biết tháo gót ra chắc xuống bằng nách mình không ta. Thì nói chung là xây cái phòng được rồi là mấy chục triệu cũng không bao nhiêu đâu đó. Đấy các bạn nè, đó bây giờ chúng ta cũng thể xem quay gia đình mình chấm phòng mình bao nhiêu điểm nha. Rồi sẵn sàng chưa? Ba cũng quay luôn rồi. Ba mình cũng dũng mình thích quay rồi. Ok let's go. Đây là phòng của con nó khá khác nha. Đây thầy ơi. Ha chưa Quân lắp điểm vô. Đó trời ơi, đây đầu tiên là đây là một cái chữ Sammy Đào là bằng led đó. Đây phòng xám rộng hơn, nóng quá nha, nóng quá nha. Đó hơi nóng vậy đó, phòng con thì nó hơi rộng đó, không bị gương nó xíu. Ôi giống ít đồ đó, thấy chưa? Rồi ok đó, nhìn xơi gương đồ đó đó. Rồi đi, cứ đi vòng vòng đi, mà mày thích đi sao đi đó. Nhà mình rộng mà, mình đi đâu đi, đi hết cũng được đó. Đó đây ghê, tôi mất điểm rồi đó. Rồi rồi sao ba mẹ thấy sao? Nói chung là rộng đúng không? Hỏi từng người chứ thôi. Đúng rồi. Này thì nó có đây, con sẽ bốc giá sơ sơ nha. Bây giờ mình bốc giá nha gia đình. Đây 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 đây. Family family gắn kết đó. Đây cái gương này 1,5 triệu. Con con này còn 1 triệu. Cái ghế này 1 triệu. Đó cái đèn led này cũng gần 1 triệu. Đó cái con này là 15 triệu. Còn cái bàn PC này là 100 triệu. Đó còn mình không có tiền nha. Bây giờ hỏi từng người, hỏi từng sang, hỏi em trai chứ. Cái phòng này đó các bạn nhìn, ba mẹ đã nhìn thấy đúng không? Đó là quá trời. Bây giờ hỏi em trước nè. Bây giờ mình sẽ nói giọng miền Trung. Ok em trai, em nghĩ cái phòng này như thế nào? Mười điểm. Tôi nghĩ đúng không? Thích đúng không? Nhìn sao? Đẹp không? Đây 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 đây, con này nó đắt tắt địa hình như đẹp không? Đó. Đó. Không sáng mà. Đó. Thấy chưa? Simi đã bị ra rìa rồi Sim ạ. Đúng rồi, bảo em bảo con hơi bị chật. Nếu mà mẹ thấy nếu mà thấy mà gì phong con gái mau thằng hơi tội đi, còn bị nắm tận gốc hay là thầy đang hay không phong phong này được. Được hết. Ok. Rồi bao nhiêu? 10 điểm. Ủa sao tội con vậy? Tội con quá à. Đúng không? Xoay gương Sim à. Em đã trở thành con ghẻ của gia đình rồi. Rồi ba là thích nhất à. Mình là ba. Ba cầm cái điện thoại ba quay luôn. Đó ba thầy đó. Nha anh rồng không? Rồng gương soi. Ngắn rồng. Sao thì cũng là rồng. Đó ngắn có là sắp xếp là theo thứ tự đúng rồi. Đó đây là chỗ đây để live stream, chỗ đây để ngồi, chỗ đây để xơi gương đó. Đây có cái gương soi nè đó. Rồi đó đẹp trai quá đó. Mấy đi được ok đó. Thì bạn thấy không, thì thật ra là mình nghĩ là trong gia đình này đó, trong gia đình này là biết ai con ruột rồi đó, ai là con được yêu thương rồi đó. À, mình sẽ đi đây mọi người. Ủa sao vậy Sim, sao vậy em à? Ơi đây đây đó, nói chung là phòng của mình là để mọi người chấm, các bạn đừng có chấm điểm nha, chứ ba mình là ba mẹ mình được rất thích nha, ba mẹ thích lắm. Ôi không, nhưng mà công nhận là phòng mình nó hơi bướm mọi người đó, bạn nó rất chật đúng không ba mẹ? Chật do bị gió chật á. Ai bạn đừng so sánh với mọi người. Đây là vui nha, trời vui nha. Hôm bữa chị ngã sao em không đỡ chị với bạn, bảo em ác quá trời. Sao chị Sim độc ác vậy? Thôi rồi nha ba mẹ, em với nhau hả? Thương nhau nha, không có gì nha, ba mẹ mình nói vậy thôi chứ đừng thương nhau nha. Rồi ok 9:00. Nhà của ba mẹ kia trong này như ấm cúng nha. Cái đèn này đèn mày không đèn này chưa đỏ này không bật đi bật đi không có mà có à, bật đi bật đó bật cái đó để ra đã chưa có đèn nè. Chật quá. 2:00. Bây giờ chúng ta cũng đến với studio chụp ảnh gia đình nào.
chơi rồi nhưng mà mặt xấu quá không chịu được, không ai chịu chụp, nên bây giờ chị em sẽ biến hình. Hỡi cha. Đẹp dữ vậy. Trời ơi, đẹp quá nha. Biến hình nha, đẹp nha. Chịu. Sau khi biến hình xong xuôi thì đến mẹ mình biến hình. Trời ơi, mẹ mình rất là dễ thương luôn. Nhưng mà tiếc một cái là mình không thể nào show mặt của ba mẹ và em trai mình được. Tại vì ba mẹ mình khá là ngại, không muốn lên YouTube lắm. Còn em trai mình thì vẫn đang trong quá trình đi học, nên mình không muốn show lắm, nên mấy bạn thông cảm giúp mình nha. Trời ơi, công chúa hoàng tử ai đây? Trời ơi, đức vua và nữ hoàng mẫu hộ của tôi. Trời ơi, đẹp banh xa chanh luôn. Nhưng mà thật tiếc là giấu mặt, nên mấy bạn thông cảm nha. Đó, thì đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ mình chụp ảnh gia đình như này. Đây là ba mẹ mình rất là khó để bâu dáng. Thật sự là lúc mà mình lên mình gặp mấy anh photographer thì nói là trời ơi, ba chị khó cười vậy, ba mẹ chị không có cười luôn á. Trời ơi, không có cười khó chụp quá. Nhưng mà mình không biết nói gì, mình cũng nói là trời ơi, tại vì ba mẹ mình không bao giờ chụp cái kiểu này, là ngại đó bạn. Đó, gặp ống kính là ngại vô cùng, nên là lên YouTube cũng vậy, phải che mặt che rồi nó che cho mẹ, che cho ba nha. Trời, ba mẹ ngại lắm. Rồi thôi, mấy bạn thông cảm với mình nha. Đó, trời ơi, nhưng mà lần đầu tiên thấy ba mẹ sang trọng quá. Trời ơi, sang gì sang luôn, như công chúa hoàng tử luôn. Các bạn thấy ba mẹ mình có dễ thương hay không? Đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Chứ ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi đó. Ba mình thì gần 60, mẹ mình á thì cũng là 57, 58 rồi. Sự quay tuổi vậy thôi, nó không muốn nói chính xác. Nhân seo sami hamita. Ok bạn ơi, thì có set đầu tiên thì mình chụp đó chính là áo dài nha. Áo dài Việt Nam phiên bản gọi là màu hương nha. Trời ơi, dễ thương. Trời ơi, tên ơi, gia đình lần đầu tiên đi chụp gọi là áo dài đó, nguyên gia đình chụp luôn mà. Trời ơi, cảm giác vui lắm. Và đây cũng là lần đầu tiên gia đình mình chụp kiểu này, tại vì đây là cái concept này được chụp là ba mẹ mình phải từ Huế bay đến Sài Gòn mới chụp ảnh được nha bạn. Đó chứ ba mẹ mình đang hiện tại ở Huế, còn tụi mình đang làm việc ở Sài Gòn đó, nên là vậy đó. Ui, dễ thương không? Đáng yêu dễ sợ chưa? Trời ơi, tôi thích concept này nha. Nên các bạn đừng quên Tết mình sẽ đăng hình này nha bạn. Nói chung là chụp ảnh đang rất là bình thường và dễ thương. Vô tình tụi tôi chụp một cái kiểu rất là báo bạn ơi. Đó, girl boy phố boy girl đồ ha. Trời ơi, làm đúng làm kiểu này ha bạn ơi. Đó, chơi ai cũng biết ai xui ai khiến chị. Ba mẹ đang chụp rất dễ thương, mình chụp ảnh chỉ vô camera kiểu alo what's up. Thấy chưa? Ngầu chưa? Tết mặc váy mà coi à, banh càng banh đồ thôi. Trời ơi, kiểu này chắc không được, lì xì quá bạn ơi, báo quá ai chịu được trời. Đây là em gái dễ thương của mình nè, mẹ Simi dễ thương chưa? Thật luôn á, Simi mặc bộ này đúng dễ thương luôn á. Tóc đen đồ ha. Trời ơi, lần này hai chị em mình nhuộm đen ha. Trời ơi, quá trời luôn vậy nè. Ui, dễ thương chưa? Quá dễ thương luôn. Rồi, còn đây là ai đây? Còn tiếp theo đó chính là em trai của tôi, Tiên Tiên. Đó, tuy là che mặt nhưng mà chắc các bạn cũng tự được ha. Đây, ba mình, Tiên Tiên. Và cuối cùng đó chính là mẹ mình, cả gia đình đều vui. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Ui dạ. Vô tình khi Sam đang chụp ảnh với gia đình thì vô tình hai bạn fan siêu dễ thương và đáng yêu đã nhận ra Sim với Sam các bạn ơi. Đó, trời ơi, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương kia, hình như hai chị em mình sinh đôi đúng không ta? Sao nhìn giống nhau nhỉ? Mình không biết nữa, nhưng mà hầu hết thì mình không hiểu sao, nhưng mà mỗi lần tụi mình đi đâu hay làm gì hay là quay một cái vlog nào đó thì chắc chắn sẽ có một bạn fan sẽ nhận ra mình hoặc là chị em mình. Trời ơi, nhiều lắm luôn á. Nên là có bạn nào từng ra đường gặp hai chị em mình hay chưa, đừng quên của mình nha. Ôi trời ơi, chụp nhiều mệt quá, không biết chừng nào được về nhà. Ủa chụp ra. Ôi trời ơi, niềm hạnh phúc đối với mình. Chơi chụp ảnh nha mọi người, chụp ảnh nha mọi người. Ba mẹ mình chụp ảnh không cười vì khá ngại trước máy quay, nên đây là cách mình giúp bố mẹ mình cười. Phần chụp ảnh lẻ của em trai mình, nói chung là cũng đẹp đó. Chị em tôi đâu biết phán xét gì đâu, cũng được. Nói chung là có phán xét gì đâu, bình thường mà. Đó, thì đây là phần chụp lẻ của hai chị em mình, siêu dễ thương luôn. Nói chung là mình thấy siêu dễ thương nha, chứ mình thì mình không biết. Đó, nói chung là em gái tôi thấy quá dễ thương rồi bạn. Đó, tôi chỉ nói vậy thôi đó. Còn đoạn này trời ơi, đoạn này là Simmy cổng mình nha bạn. Đó, tết là cho bạn người quậy vậy mới thích. Nhưng mà Sim đâu biết rằng là mình nặng lắm đâu. Đó, Simmy đang cười trong một cái nụ cười đau khổ. Đó, mấy bạn thấy không? Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu một đời vậy. Đâu có ngờ được đâu đúng không? Trời ơi, tôi 50+ kg đó bạn. Trời ơi, trời thấy chưa, té rồi, thấy chưa? Đủ cười đau khổ chưa? Trời đất ơi. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là một cái studio chụp ảnh vì gia đình, nên là áo nào cũng có hết trơn. Bạn chỉ cần tới đây và thuê đồ đó, màu gì cũng có bạn ơi. Đó. Ủa cái đầm này đẹp nè. Trời ơi. Nó nhỏ mình phải. Nói chung là
Kết ở đây là đầm cho em bé 1-2 tuổi bạn ơi, lấy lộn gì đó. Chỗ này là đầm quá trời đầm luôn. Nên là các bạn thắc mắc tại sao là mình có nhiều đồ để chụp vị. Thật ra thì mình thuê đồ nha. Tiền đâu ra mua quá trời đồ đó. Đầm gì cũng có, đầm đen, đầm trắng, đầm đỏ. Và gia đình mà mình đã quyết định rồi, do phá phá ra rớt đồ thấy chưa. Đi đâu cũng phá chơi các bạn à. Nói chung là chỗ này là cái đó đầm... Nói chung là cô gái Thùy Mị nét na đó, đẻ con gái cho Thùy Mị đó bạn. Đi đâu cũng nước phá quá trời phá. Và tiếp theo gia đình mình sẽ chụp concept, đó chính là cô dâu và chú rể. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Lần đầu tiên Chế Thanh Long có trong mì tô, nhưng đây là lần đầu tiên Sammy Đào và gia đình mặc đồ quá là đẹp như thế này. Trời ơi quá trời là cô dâu, quá trời là chú rể đó các bạn. Mới đẹp dễ sợ đẹp luôn. Tí nữa chụp ảnh là banh xà chành luôn mà. Chụp cho nát cái máy thì thôi nha. Rồi tôi nói vô concept rồi bạn ơi. Hello trời. Em trai tôi đang mặt tôi tưởng là tôi đang chụp ảnh cưới giai bạn ơi, cái này là em trai tôi nha, chứ không phải là tôi chụp ảnh với ai, chứ không phải chụp ảnh với ai người khác nha bạn. Đừng có được đủ oan mình nha. Trời ơi giật tốt tốt là kỳ lắm nha, em trai tôi nha, nhấn mạnh 3 lần đó. Và đây trời ơi đến lúc chụp ảnh rồi nhìn ai cũng đẹp dễ sợ luôn à. Thì nói chung là khi mà chụp cái concept mà là cô dâu chú rể này giống như kiểu là các con đang dự đám cưới của ba mẹ mình thì phải bạn ơi. Rồi ba mẹ cũng nói trời ơi con chụp ảnh cái concept này làm ba nhớ đến hồi xưa ba cưới mẹ con. Trời ơi nghe mà ấm lòng lắm bạn ơi. Tự nhiên ba mình nói câu nghe tình cảm sợ thả thính, nghe xin rợn luôn nhưng mà dễ thương lắm. Trời ơi thấy chưa, quá trời đẹp luôn. Đó, các bạn thấy con gọi là cái concept gọi là cô dâu và chú rể này có dễ thương hay không, cũng đừng cái này phải sang trọng chứ, có sang trọng có đẹp hay không cũng đừng quên comment nha. Ok chúng ta cùng chụp hình thôi nào. Chụp đứng xong rồi thì bây giờ chúng ta cùng ngồi đó, mỏi chân thì chụp lại ngồi đó, không có gì hết trơn á, thấy chưa quá trời là đẹp luôn. Nói chung là vì cái đẹp hy sinh tất cả không có gì hết trơn đó. Đó đó, ai ghẹo gì bạn, ai ghẹo gì bạn, tôi đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn, ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tôi. Trời, còn đây là hai chị em mình đang chụp ảnh với mẹ mình. Trời ơi, không hiểu sao mấy cái đoạn đầu mẹ mình chụp căng thẳng lắm, nhưng mà bây giờ chụp ảnh với hai chị em mình cười tươi rói rói luôn, cũng không hiểu nữa. Nhưng mà mình nhìn cái đoạn này mẹ mình đang cười rất là tươi luôn, rất là dễ thương luôn các bạn. Đó, thì đây, trời ơi, đoạn này đang chụp xong hai chị mình cúi đầu vào mẹ. Trời ơi, dễ thương quá à. Nhìn cảnh này cảm động quá trời luôn. Và không thể nào thiếu phần hai chị em mình chụp solo được. Trời ơi, không hiểu sao nhưng mà từ lúc mà chị em mình nhuộm tóc đen xong quá trời người khen luôn. Và khi mà mình cảm giác là sau khi mình nhuộm cái tóc đen này xong nha, mặc cái váy trắng nhìn nó nổi hẳn luôn á. Trời ơi, quá trời người khen là trời ơi, chị Sam với chị Sim nhuộm tóc đen hơi bị đẹp luôn á. Các bạn nào thấy là mình hợp tóc đen hơn hay hợp tóc màu hơn ta? Mình cũng không biết được, nhưng mà nếu các bạn thấy mình hợp tóc đen hơn đừng quên comment số 1 nha. Còn nếu các bạn thấy mình hợp tóc màu thì comment số 2 nha. Nói chung là hai chị em tôi đang vô chia, các bạn thông cảm nha. Thì đó, nghe con sách thứ ba đó chính là chủ tịch các bạn ơi. Đó, hôm nay chị em mình làm phong cách chủ tịch nha. Chủ tịch áo trắng nha, tóc đen nha. Đó, mình có trợ lý riêng đó chính là Caron nhà đỏ hay chưa, bóp lưng đồ hay chưa. Đó, Caron là gì ta, trợ lý riêng của mình nha bạn. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Và cái đoạn này mình hình như là đang đợi em trai mình đúng không? Đó, đẹp trai chưa? Đó làm sao các bạn thấy mặt được chết chưa rồi đó. Em mình đang thể hiện sự đẹp trai đó các bạn. Đó, đẹp trai chưa? Trời ơi, hot boy đồ ha. Đó, nói chung là chị em mình thì các bạn thông cảm nha, do mình ngắm mặt em mình nhiều quá rồi nên là mình thấy cái sự đẹp trai của em mình nó lạ lắm. Chụp ảnh Tết thì cũng có hai bạn fan dễ thương xin chụp ảnh. Và chụp ảnh chủ tịch cũng có một bạn fan rất dễ thương và xin chụp ảnh bạn ơi. Trời ơi, tên ơi, chụp ảnh chỗ nào cũng nhiều bạn phát hiện quá trời vậy. Trời ơi, tên ơi, cái studio này có 2-3 tầng lận các bạn ơi, thì mình xuống tầng 1 hay tầng 2 tầng 3 đều gặp những bạn fan rất là dễ thương luôn. Trời ơi, nói chung là mấy em nhỏ thì mình chụp ảnh mình cảm thấy rất là dễ thương tại vì mấy em ngây thơ lắm. Đó, mấy bạn này xin chụp ảnh mà đứng từ xa cơ. Kiểu đứng từ xa nhìn tụi mình xong cuối cùng là kiểu thấy tụi mình đang chụp ảnh xong kiểu xin vô chụp ảnh. Trời ơi, dễ thương vô cùng. Và như các bạn được thấy hình ảnh chủ tịch Sammy Đào đang giả bộ ngầu nhưng thật ra cô ấy không hề ngầu thế nào hết trơn. Đó, thấy chưa? Ngồi trên ghế vắt chân đồ ha, dễ thương đồ ha. Ngầu ngầu ha. Đó, thấy chưa? Đó, và chủ tịch Bèo Simi đó cũng thấy Sammy Đào ngồi ngầu quá nên quyết định ngồi trên ghế luôn, cũng ngầu đồ đó. Quá trời ngầu luôn, ngầu bá cháy bò chét. Ai nói là em tôi chỉ biết dễ thương thôi? Ai nói? Em tôi không những dễ thương mà còn ngầu được nha. Trời ơi, ra dáng chủ tịch chưa? Quá trời chủ tịch luôn. Và Simi đứng quá ngầu nên mình quyết định cũng đứng theo Sim nữa bạn ơi. Đó, ngầu chưa? Hai chị em. Đó, quá trời. Ủa, từ từ. Em tôi làm gì vậy? Ủa gì vậy Sim? Ủa cái gì vậy? Trời. Sim ơi, mình nãy em tôi ngầu lắm sao bây giờ em tôi lạ vậy? Nói chung vậy đó. Nói chung là vậy đó. Đứng xong thì chúng ta ngồi xuống bạn ơi. Đó, mỗi chân thì ngồi xuống thôi. Thật ra đoạn này á nhìn rất ngầu đúng không? Thật ra
ra thì trong đầu mình chỉ nghĩ là ôi đau chân quá, chụp hình nhanh đây, đau chân quá, trời ơi, rồi cái cam nó bị cái gì vậy trời ơi. Đó, chụp ngồi xong rồi không chịu, mình ngồi bẹp xuống đất luôn. Đó, mình nãy mình ngồi bằng chân, mình ngồi bẹp xuống đất luôn. Đó, quá mỏi chân bạn ơi, mỏi kinh khủng khiếp luôn các bạn. Nhìn thì thôi chứ chụp ba con sếp là ỏi cả người luôn á. Ôi, quá trời bệt luôn. Đó, và đây hình ảnh hai chủ tịch cuối cùng cũng ra chụp ảnh gần ảnh rồi. Hồi chưa là chụp lẻ quá trời, bây giờ chụp chung nè. Đó, chụp đó nhìn ngầu chưa. Không hiểu sao nhìn Sim còn ngầu hơn cái mình luôn á mấy bạn. Thường Simi sẽ rất là dễ thương luôn, nhưng mà cái đoạn này Sim chụp thì tôi tưởng là Sim là chị mình đúng á. Trời ơi, ngầu quá mấy bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy đoạn này Simi ngầu hơn mình hay không, đừng quên comment nha, chứ mình là con mình liền luôn á. Simi quá ngầu luôn á. Trời ơi, em gái tôi phải không? Chụp ảnh xong rồi đi về thôi. Sau khi chụp ảnh xong thì gia đình mình đã quyết định đi ăn các bạn ơi. Đói quá trời ơi, ăn đồ ăn là ăn cạp, ăn quá trời ăn luôn đó. Và nếu các bạn không biết thì ba mẹ mình ăn chay nên tụi mình đã tới một cái quán ăn chay. Đó, một cái quán chay nên là ăn đồ ăn rất là ngon luôn. Ôi, mình cũng rất thích ăn đồ chay luôn. Ai, cuộc vui nào cũng có lúc tàn các bạn ơi. Thì đây là lúc mình sẽ dẫn ba mẹ mình về sân bay và bay lại về các bạn ơi. Nói chung là đoạn này thì nói chung là buồn nhiều lắm, nhưng cũng không biết làm sao nữa. Đó, thì đây mình đang check in vé online cho ba mẹ mình. Trời ơi, ước gì ba mẹ mình có thể ở bên cạnh mình lâu hơn nữa, nhưng mà tại vì là mình có khá nhiều là thời gian gọi là để làm việc nên là bây giờ ba mẹ mình mới về nhà đó bạn ơi. Đó, thì đoạn này hai chị tôi mặc đồ y chang nha, xinh đôi nha. Trời ơi đó, cái gì xem, trời ơi mình đang ở sân bay đó em, đừng vậy, trời ơi vô chi quá. Đó, thì đây em trai mình, trời ơi lúc mà dắt về cũng em trai mình cũng buồn, cũng tiếc lắm. À, cũng muốn đi chơi với mình lắm, nhưng mà thôi em mình cũng phải về. Sau khi chụp ảnh xong em mình bay về Huế và để thi luôn á bạn. Đó, thì chụp sau 2-3 ngày là về Huế cũng sắp thi luôn đó ba mẹ mình nè. Bye bye ba mẹ nha. Trời đoạn này buồn lắm luôn á, muốn ba mẹ ở bên cạnh mình hoài luôn, nhưng mà biết sao giờ các bạn. Trời ơi, mỗi người đều có một công việc riêng, mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng, mà mình phải ở Sài Gòn để làm việc, còn ba mình ở Huế. Đó không sao, nhưng mà chắc chắn Tết mình sẽ lại về được Huế và lại gặp được ba mẹ mình. Đó, nói chung là cũng chỉ còn mấy tháng thôi là gặp lại ba mẹ thôi. À, nói chung là đó, thì đây là quá trình mà mình và gia đình mình chụp một bộ ảnh rất là ý nghĩa, đó chính là ảnh gia đình. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà chụp như thế này. Đó, thì nói chung là thôi, đây là một video mình quay lại. Lý do quay lại video này chỉ là một cái kỷ niệm thôi, kỷ niệm lần đầu tiên gia đình chụp ảnh và lần đầu tiên ba mẹ mình cũng có một bức ảnh tử tế để treo trong nhà. Đó, ok, thì các bạn thấy video như thế nào, đừng quên comment phía dưới mình biết nha. Còn bây giờ tạm biệt mọi người, bye. Yêu ba mẹ rất nhiều. Yêu.